Hey mọi người, mình đến từ công ty xây dựng thiết kế An Tâm Phát. Hôm nay mình xin giới thiệu mọi người một mẫu nhà được thiết kế với công năng một phòng khách, hai nhà vệ sinh, ba phòng ngủ với diện tích dày 21m4, ngang 6m5. Xin mọi người vào tham quan. Nhà này mình thiết kế theo phong cách hiện đại. Khu vực sảnh và bậc tam cấp mình bố trí đá tự nhiên, đá granite, đá kim sa trung và đá maple khu vực cột để tăng cái độ cứng và cái mạnh mẽ khu vực nhà, và mình trang trí thêm chỉ cột. Khu vực sảnh mình bố trí thêm thảm, gạch thảm để tăng cái độ sang trọng cho ngôi nhà của mình. Khu vực thảm, cửa mình dùng một hệ nhôm Sinfa nhập Quảng Đông, kính cường lực 10 ly. Và đá mặt tiền mình bố trí luôn, mình sử dụng vật liệu đá bếp bồ nhập từ Ý. Khu vực phòng khách mình trang trí những bức tranh phong thủy, nhiều điểm nhấn cho tăng cái sang trọng cho ngôi nhà phòng khách của mình. Và ngăn giữa phòng khách và khu vực bếp là lâm gỗ tự nhiên nguyên khối. Mình bố trí cửa sổ để tăng cái độ sáng tự nhiên vào bên trong phòng khách. Cửa mình làm hệ nhôm Sinfa, kính cường lực, và khung bên trong khung bảo vệ được rèn sắt thủ công. Khu vực bếp mình bố trí nội thất theo phong cách hiện đại. Bếp dùng gỗ MFC phủ acrylic an cường. Để mình lấy ánh sáng tự nhiên vào bên trong nhà, mình bố trí thêm một cửa phụ bốn cánh cũng bằng hệ nhôm Sinfa. Lối đi mình bố trí kích thước 1m5 để cho đủ cái diện tích trong quá trình sinh hoạt bên trong nhà, đi ra phía sau hai cái phòng ngủ và nhà vệ sinh chung phục vụ cho bên dưới tầng trệt. Cầu thang mình sử dụng gỗ tây gỗ tự nhiên, sắt nghệ thuật rèn thủ công. Đá thì mình đi theo phong cách bậc trắng. Bề rộng cầu thang mình bố trí 1m2. Tay vịn dùng gỗ tự nhiên. Lan can mình dùng sắt nghệ thuật được rèn thủ công. Trên tầng lửng mình bố trí hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực trên tầng lửng. Bên ngoài mình bố trí hệ cửa sổ để tăng cái độ sáng bên trong nhà và gió tự nhiên. Mình nhấn những điểm nhấn là chỉ bao. Cửa mình dùng hệ nhôm Sinfa Quảng Đông, kính cường lực 8 ly. Chỉ mình làm chỉ bao cửa sơn khác màu để tăng cái độ cứng cho cái bức tường, cái bảng bên ngoài. Bố trí một cái cửa phụ lấy sáng và gió tự nhiên vào bên trong khu vực bếp. Và mặt đá mình bố trí mặt đá làm đá tự nhiên, đá maple. Mặt không mình bố trí hệ cửa sổ để lấy sáng và lấy gió tự nhiên khu vực lối đi bên trong. Và nhấn chỉ mình sơn khác màu để có nổi bật khu vực mảng tường. Cổng này mình dùng bằng sắt đặt nguyên khối được rèn thủ công vào phần khuôn tay. Điểm nhấn là những hoa văn họa tiết màu vàng để nổi bật lên cái bộ cổng và tăng thêm cái tính mỹ thuật. Sắt này là mình làm bằng sắt đặt nguyên khối được rèn thủ công 100%. Trụ cổng với kích thước 80-80 được ốp bằng đá với hoa tiết vân đá tự nhiên. Trên đầu cổng mình chạy chỉ đầu trụ và phun giả đá. Mái mình dùng hệ kèo thép mái Nhật và được lập bằng ngói. Vì là bên ngoài là đất đỏ tự nhiên nên khuôn viên mình dùng gạch 30-60 và chống trượt.